Son dưỡng môi giờ hờ cờ là một dòng son phổ biến hiện nay. Hãy cùng với Khỏe Mỗi Phút review về dòng son nổi tiếng nức lòng chị em trong bài viết này nhé. Y. Thông tin về son dưỡng môi giờ hờ cờ. Giờ hờ cờ nổi tiếng là một trong những thương hiệu mỹ phẩm bình dân của Nhật Bản. Các sản phẩm của hãng này hiện đang được ưa chuộng ở rất nhiều nơi bởi chất tốt và giá cũng không quá chát. Giờ hờ cờ đã đưa ra thị trường rất nhiều sản phẩm chăm sóc sắc đẹp như thực phẩm chức năng, viên uống làm đẹp, dầu trang điểm, và trong số nó không thể quên dòng son dưỡng môi hot hòn họp giờ hờ cờ. Hiện tại, dòng son dưỡng môi giờ hờ cờ có nhiều dòng khác nhau, nhưng ba dòng phổ biến nhất là son dưỡng không màu giờ hờ cờ Medical Lip Cream, son dưỡng có màu giờ hờ cờ Color Lip Cream và son dưỡng chống nắng giờ hờ cờ UV Master Lip Cream. Cùng Khỏe Mỗi Phút review ba dòng son này ngay dưới. Hai, review son dưỡng môi giờ hờ cờ Nhật có tốt không? Một, review son dưỡng môi không màu giờ hờ cờ Medical Lip Cream. Đây là dòng phổ biến và quen thuộc, được nhiều người sử dụng nhất của hãng giờ hờ cờ. Thiết kế bao bì của em này khá bình thường, nhìn chung không có gì quá bắt mắt. Sản phẩm trông nhỏ xinh, tiện lợi. Vỏ nhựa mỏng, nhẹ nhưng cầm khá chắc tay. Thiết kế kiểu vặn rất tiện dụng, vặn trơn tru và không quá lỏng. Chất son. Dòng son dưỡng không màu của hãng này dạng thỏi, chất mịn, trơn và có màu vàng nhạt như sáp. Mùi hương. Giờ hờ cờ Medical Lip Cream không mùi nên rất thích hợp cho những bạn nhạy cảm mùi hương. Sản phẩm không có chứa hương liệu tổng hợp. Công dụng. Dưỡng ẩm cho môi, giúp môi mềm mượt, thách thức những ngày khô hanh. Tẩy tế bào chết tốt. Lớp bong tróc, sần trên môi sẽ bị loại bỏ chỉ sau 15 phút sử dụng. Em này cũng nổi tiếng trong việc giảm thâm môi, cho môi hồng tự nhiên. Ngoài ra bạn có thể dùng làm lớp son nền bảo vệ môi khi dùng son màu. Thành phần: dầu trái cây ô liu, nuôi dưỡng, hydrat hóa và bảo vệ môi khỏi thời tiết hanh khô và bụi. Squalane có nguồn gốc từ ô liu, giữ ẩm và ngăn ngừa kích ứng trên môi. Chiết xuất rễ nhân sâm, tăng cường hydrat hóa, cấp ẩm hiệu quả và làm mềm môi. Dầu lanolin, giữ ẩm, cho môi luôn mướt và tránh khô ráp. Nước nẻ. Chiết xuất lô hội, cũng có tác dụng dưỡng ẩm tuyệt vời. Giá thành địa chỉ mua. Em này thuộc hàng bình dân, giá không quá chát. Trải nghiệm. Em này khi thoa lên môi rất mướt luôn, không quá bóng như những dòng khác. Em này dùng êm cực và không gây mỡ khó chịu như mặt nạ ngủ cho môi. Cá nhân mình thấy khả năng dưỡng của em này tương đương với son dưỡng Vaseline, tốt hơn son dưỡng Bioderma hay son dưỡng Nivea. Tuy nhiên, sản phẩm không thấm quá nhanh. Nếu sử dụng giờ hờ cờ làm lớp lót trước khi thoa son môi, bạn cần thoa trước 10-15 phút. Bạn cũng có thể dùng khăn giấy thấm sơ để không phải chờ đợi lâu. Đánh giá. Ưu điểm: không màu nên rất tiện dụng và dễ dùng. Có nhiều thành phần chiết xuất tự nhiên cực an toàn cho môi. Công dụng dưỡng ẩm tốt, hạn chế được tình trạng thâm môi. Có thể dùng như lớp son nền, rất đa dụng. Có tác dụng tẩy tế bào chết. Nhược điểm: dùng khá là hao, phải đợi lâu nếu muốn thoa son môi lên ngay sau đó. Hai, review son dưỡng môi có màu giờ hờ cờ Color Lip Cream. Bên cạnh dòng son dưỡng không màu đang rất được ưa chuộng, giờ hờ cờ cũng tung ra thị trường dòng son dưỡng có màu với 3 sắc: màu đỏ, màu hồng và màu cam. Thiết kế: em này nhìn chung bao bì khá dễ thương nhưng không được bắt mắt lắm. Tùy theo mỗi màu, vỏ son được thiết kế với 3 màu tương ứng. Vỏ nhựa nhẹ nhưng khá chắc tay. Chất son và mùi hương. Chất son khá giống với dòng không màu, tuy nhiên có 3 màu hồng, cam và đỏ. Mùi hương khá nhân tạo, thường có mùi dâu và cam. Công dụng và thành phần. Sản phẩm thích hợp với những người vừa muốn dưỡng môi vừa muốn thêm phần xinh tươi. Thường thì những bạn không muốn dùng son sẽ chọn em này. Dòng này dưỡng ẩm không quá tốt và cũng không có hiệu quả tẩy tế bào chết như dòng trên. Bạn cần phải sử dụng nhiều lần trong ngày. Đối với bạn môi cực khô sẽ không thích lắm. Sản phẩm này có bản thành phần tương tự như các dòng son dưỡng môi không màu giờ hờ cờ, thêm hương liệu và chất tạo màu. Bạn có thể tham khảo lại phía trên để biết thêm cho tiết. Cảm nhận:
Em này khi bôi lên khá bóng, nhưng tầm 5 phút màu sẽ dịu lại và bớt bóng đi. Màu hơi nhạt, trông khá tự nhiên. Màu cam và màu hồng chỉ hợp với những bạn sáng da. Giờ hờ cờ dưỡng màu đỏ thì bớt kén da hơn một chút. Em này không quá đậm, màu ổn, trông tự nhiên và rất thích hợp cho những bạn thích trang điểm nhẹ hoặc đang là học sinh, sinh viên. Tuy nhiên, vẫn kém nếu so sánh với dòng son dưỡng có màu đắt tiền nổi tiếng là Dioactive Lip Gloss. Đánh giá. Ưu điểm. Có 3 màu tùy chọn cho bạn tha hồ thử. Giá cũng vừa tầm, không quá chát. Màu môi nhẹ nhàng, trông khá tự nhiên. Nhược điểm. Mùi hương khá nhân tạo, không dễ chịu lắm. Màu son hơi kén da một chút nhé. Công dụng dưỡng ẩm không quá tốt. 3. Review son dưỡng môi chống nắng giờ hờ cờ UV Moisture Lip Cream. Thiết kế. Dòng son chống nắng này có thiết kế đơn giản nhất. Nhìn có vẻ hơi quê. Vỏ nhựa màu trắng, nhỏ nhắn và chắc tay. Nắp không quá lỏng lẻo. Chất son và mùi hương. Son mịn và có màu hơi ngả vàng. Giống với son dưỡng môi tra màu giờ hờ cờ Medical Lip Cream, giờ hờ cờ UV Moisture không có mùi nên rất dễ dùng. Công dụng. Khác với các dòng dưỡng môi trước, giờ hờ cờ UV Moisture này có tác dụng dưỡng ẩm, chống nắng và chống thâm môi. Nhờ chỉ số chống nắng SPF 20 và 3, sản phẩm bảo vệ môi khỏi tác động của hai tia UV và UVB. Sản phẩm ngừa thâm môi, chống khô ráp, tỉnh màu hiệu quả. Làm đầy và làm mờ các đường rãnh trên môi, cho môi căng mọng tự nhiên hơn. Làm lớp lót khi trang điểm nhé. Cảm nhận. Khi thoa son dưỡng giờ hờ cờ chống nắng lên da rất mịn và mướt. Em này không quá bóng mỡ và nhớt nhớt đâu nhé. Lại rất nhanh khô. Chất son nhẹ chứ không nặng gây khó chịu. Sau khi dùng bạn sẽ thấy môi mình mướt hơn. Thoa em này vài lần sẽ đỡ khô môi trông thấy. Các vết nứt cũng lành hẳn luôn. Đánh giá. Ưu điểm. Có khả năng chống nắng tốt. Lành tính cho mọi loại da nhờ bản thành phần thuần thiên nhiên. Công dụng dưỡng ẩm và làm hồng môi tốt. Có thể dùng như lớp lót khi son môi. Em này không có màu và không mùi nhé. Nhược điểm. Giá chắc hơn những dòng khác. 3. Son dưỡng môi giờ hờ cờ có thể mua, bán ở đâu? Hiện tại, giờ hờ cờ đã có hệ thống phân phối chính thức tại Việt Nam. Bạn có thể xem hệ thống showroom tại trang web gviten.com.vn. Ngoài ra, bạn cũng thể tìm kiếm sản phẩm trên Shopee Mon, Lazada Mon được giờ hờ cờ Việt Nam phân phối. Các bạn cũng có thể nhờ người xách tay trực tiếp về từ Nhật hoặc order trên các trang chuyên xách tay mỹ phẩm nội địa Nhật. Vậy là Khỏe Mỗi Phút đã cùng bạn tìm hiểu 3 dòng son dưỡng môi có màu, không màu và chống nắng đến từ thương hiệu giờ hờ cờ Nhật Bản. Hy vọng thông tin trên đây đủ cần thiết và hữu ích cho bạn đọc.